Tại huyện Đại Từ, các cử tri hai xã An Khánh và Cù Vân có ý kiến kiến nghị đại biểu Quốc hội một số vấn đề như quan tâm giải quyết chế độ cho công an viên bán chuyên trách, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và bổ sung gờ giảm tốc trên quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn huyện Đại Từ có chiều dài hơn 30 km để đảm bảo an toàn giao thông. Các loại đất nằm trong vùng quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không. Ngoài ra, cử tri xóm Thống Nhất xã An Khánh phản ánh suối Sắc Bi chưa được nắn dòng chảy, gây ngập úng khoảng 3 hecta lúa và ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương liên quan làm rõ tại hội nghị, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn lại để gửi đến kỳ họp.